Dạ em là Nguyễn Văn Hùng. Nguyễn Văn Hùng. Dạ. Bao nhiêu tuổi? 29 tuổi. 29 tuổi, cao mét mấy? Mét 65. Thấy hơi cao rồi nha. Cân nặng? Nặng 40 mấy ký. Này hơi gầy chút á. Tại đang làm giám đốc một công ty sửa chữa laptop, tìm một người bạn đời là một người độc thân vui tính nha, dễ hòa nhã với một cái cộng đồng để gắn kết mọi người ở gần lại nhau hơn. Trời, bên đây ta sinh hoạt đoàn đội rồi là đương nhiên là người ta sẽ rất là có cái khả năng mà có thể đứng trước đám đông rồi gắn kết mọi người là chuyện đương nhiên. Bạn nha, bạn thích người bạn gái của bạn là cao hay ốm hay lùn hay mập? Cao, tóc dài. Có tóc dài. Tương đối cao. Tương đối không thấp. Rồi còn gì nữa không? Vui. Vui. Quá vui. Bạn không thích người như thế nào? Không thích là những người ta nói năng mà nó khô quá, nó cọc lại đó. Nãy giờ bạn nghe bạn gái bên kia cái giọng có khô không? Hơi khô khô. Hơi khô khô. Em ước chút xíu thôi, em ước lên đi. Dạ, tại bình thường thì em vẫn nói chuyện giao tiếp như vậy với khách hàng trong công ty thôi. Cho nên nếu em ước hơn chắc không được quá. Đúng rồi, người ta làm việc là có chừng mực thôi. Chứ bây giờ ước quá, nhão quá làm sao. Hồi đó giờ, bạn đã trải qua 2-3 mối tình đúng không? Bạn đã hôn chưa? Chưa. Trời, 29 tuổi chưa hôn luôn. 29 tuổi mà chưa hôn. Bạn có trung thực không? Có. Trung thực rồi. Còn bạn nữ? Em. À đó giờ dạ. Em có hôn chưa? Dạ có. Có ha, tao có đàng hoàng. Em nghe một người đàn ông 29 tuổi trải qua mấy mối tình mà không có hôn, em có tin không? Dạ cũng tùy từng trường hợp cũng có thể tin được. Ờ, bên đây có niềm tin với bên kia rồi đó nha. Em tên là Trần Trung Hiếu ạ. Bao nhiêu tuổi? Em 24 tuổi. 24 tuổi. Bạn quê ở đâu ạ? À? Em ở Nam Định ạ. Bạn vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Em vào được khoảng hơn 6 tháng ạ. Ủa, mới vào 6 tháng à? Dạ. Bạn vào đây làm gì? À, em làm IT cho khách sạn. Lý do tại sao bạn chuyển vào Nam? Em muốn đi khỏi miền Bắc. Là sao? Thì không muốn khỏi miền Bắc nữa thì đi vào miền Nam. Em muốn đi xem trên trời miền Nam có gì mới. Thế nhưng mà từ hồi em vào thì em lại muốn ở lại. Ngoài cái việc bạn làm IT ra, bạn còn có một cái tài lẻ nào là? Dạ, tài lẻ nấu cơm quét nhà anh ạ. Cái này đâu phải là cái tài đâu, đây là nhiệm vụ của người đàn ông. Không, không, em thấy nhiều ông người đàn ông mà không biết nấu cơm đâu, nhưng em biết nấu ạ. Tại sao người đàn ông biết cơm? Đó là xưa rồi, đàn ông hiện đại phải biết nấu cơm. Bởi vì vợ cũng đi làm, thằng ta về không có vợ, mình phải tự nấu, có khi phục vụ lại cho vợ nữa. Bạn đồng ý kiến này không? Dạ có, đấy điều này đương nhiên ạ. Bây giờ bạn thích cái tiêu chuẩn gì nhất của người phụ nữ? Cô ấy thì có trí thức. Với ngoại hình? Dễ thương một chút thì càng tốt ạ. Dễ thương. Rồi còn gì nữa không? Cô ấy cũng phải cao ạ, trên 1m56. Mẹ bạn có dặn dò trước khi lấy vợ là bạn cần cái tiêu chuẩn nào theo mẹ của bạn không? À dạ có. Mẹ bạn dặn mẹ thế em nào? Bảo là mẹ em phải tuyển con dâu ở mông to ạ. Cái gì? Mông to ạ. Tuyển con dâu mông to. Ủa? Chi vậy? Chi vậy? Cái này chỉ cắt tường đạt tiêu chuẩn. Dạ cái gì rồi đá qua tôi nữa. Lý do tại sao dạ, là như vậy? Dạ mẹ em bảo là con gái mông to hay dễ đẻ. Mẹ không vừa vừa cũng đẻ được. Nếu một người yêu của bạn mà bạn yêu, rất là xinh đẹp, nhưng mà mông không to thì sao? Một khi đã yêu rồi em chấp nhận được. Thế bây giờ em có cái gì to không mà em gọi không to? À, em tên là Phan Đặng Vũ Thi. Phan Đặng Vũ Thi. Dạ. Bao nhiêu tuổi? À, em sinh năm 1990. 90. 23 tuổi. Ủa sao tên giống tên con gái vậy anh Linh? Dạ ý dài vậy ơi. Bạn đang làm nghề gì? Dạ em đang làm giám định viên tại công ty Vinacontrol. Bạn nghĩ rằng bạn gái bên kia nói rằng là tôi là người sống theo gọi là bản năng, tức là thích gì làm đó. Vậy thì sao? Chắc là phải cố gắng chiều. Bạn hay chiều? Em thì quen sống với mẹ, chiều mẹ được, chắc chiều người yêu được. Chiều mẹ khác, chiều người yêu khác chứ tại sao lại như vậy? Luyện tập. Luyện tập? Bạn có sống bản năng không? Thỉnh thoảng cũng có. Thỉnh thoảng? Hai người sống bản năng mà nay lấy sống. Tiêu chí của bạn về người bạn gái là như thế nào? Độc lập, mạnh mẽ và có thể tự lo cho mình được. Ủa vậy chứ bạn không lo cho ta hả? Lo ít thôi. Trời ơi! Lo đất là sao được? Bạn tên là gì?
Em tên là Minh Thắng. Minh Thắng đang làm gì? Hiện nay em là nhân viên văn phòng của Bắc Sơn. Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay em 24 ạ. Và cái tiêu chuẩn của bạn như thế nào, có theo tiêu chuẩn của ba mẹ không? Cũng không cần phải theo chuẩn của ba mẹ. Vậy theo tiêu chuẩn của bạn như thế nào? Chỉ thứ nhất là vừa mắt em là được rồi. Vừa mắt là sao? Vừa mắt như thế nào mới cụ thể luôn? Không biết bạn bên đó có tóc dài không? Chút xíu đi nói tóc. Tự lập được. Tự lập. Dạ. Thấy khiên cái bao gạo là biết tự lập rồi. Thế nào bây giờ chị hỏi nè, em bảo là em đi tìm bạn trai cho mình nhưng mà lại theo ý của ba mẹ. Bây giờ rủi như em gặp một cái người đó em thích hết trơn rồi, em cảm thấy là rung động rồi mà bây giờ em dắt về ba mẹ em không đồng ý thì lúc đó em giải quyết làm sao? Dạ thì em á thì em là người của gia đình. Bởi vậy em tôn trọng ý kiến của ba mẹ của em. Nếu như mà ba mẹ em không cho phép thì em cũng không đi. Tại vì em rất là yêu thương ba mẹ của em. Rất là yêu thương. Trời, cái này rất là căng nha, tôi xin hỏi bạn trai nè. Bạn gái nói vậy bạn có lo không? Dạ không anh. Sao không lo, tại sao không lo? Tại vì em không nghĩ là ba mẹ bạn ấy không thích em. Chứ mà bạn có tự tin là bạn sẽ chinh phục được ba mẹ bạn ấy. Giữa một cô gái rất đẹp và cô gái rất tốt, bạn sẽ chọn cô gái thế nào? Em sẽ chọn cô gái rất tốt. Rất tốt. Bạn nói vậy tôi cũng chưa chắc là bạn trung thực hay không. Có trung thực hay không hay là ngồi trên truyền hình bạn lại nói vậy? Bây giờ nói thật đi, nhìn thấy đẹp mình chọn đẹp chứ tại sao là chọn cô gái tốt? Biết đâu cô gái tốt mặt nó xấu hơn cô gái kia thì sao? Nhưng mà cái đẹp thì nó đâu có tồn tại lâu dài đâu anh. Thì già thì cũng xấu thôi chứ đâu có đẹp hoài được anh. Chào đón bạn đến chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Một món quà đầu năm đúng không? Đầu năm thì sẽ có nhiều may mắn mới nha. Chúc bạn sẽ thành công trong ngày hôm nay. Quên vui quá quên hỏi tên gì. Em tên là Nguyễn Minh Tú ạ. Em đang làm trong công ty cổ phần Thế Giới Di Động. Một bạn bán sữa, một bạn bán điện thoại di động. Tôi xin hỏi bạn là bạn có nghĩ rằng bạn gái tương lai của bạn như thế nào hay không? Ngoại hình này kia này. Tướng cũng nhon. 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 Nhon tóc... nhon. Rồi gì nữa? Tóc dài. Tóc dài. Có tóc dài luôn. Có giống ai không? Có thần tượng, bạn có thần tượng ai không? Nghệ sĩ thí dụ có thần tượng ai không? Giống Minh Hằng không? Giống Minh Hằng. Tiêu chuẩn thì dữ nha. Thầy không biết bệnh giống Minh Hằng không nha. Ủa bên bệnh giống hay ai là... mà đòi bên đây giống Minh Hằng? Bên đây giống Minh Dương. Xin giới thiệu với anh, em tên là Hoàng Giang, hôm nay em 28 tuổi ạ. Bạn đang làm nghề gì? Em hiện đang là phóng viên thể thao của một kênh truyền hình ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Phóng viên thể thao? Vâng ạ. Phóng viên có cái mái tóc lạ nha. Kiểu tóc này kêu là kiểu gì vậy bạn? Em cũng không biết nha anh. Tại sao bạn để mái tóc này? Thì tại vì em cảm thấy là thích một cái mái tóc ngắn thì ra tiệm thì anh thợ anh hớt như vậy thôi. Và em thấy em hài lòng thì em cứ để thôi. Hài lòng. Nhưng mà theo bạn thì người lý tưởng của bạn sẽ là mẫu người thế nào? Em nghĩ là người yêu lý tưởng của em sẽ là mẫu người thế là không cần phải cao hơn em, không cần phải quá ốm. Em tầm 45-55 cân là được. Có tóc hơi dài. Tóc hơi dài. Mặt tròn và có nhưng mà cười có thể là có lúm đồng tiền. Lúm đồng tiền. Mặt tròn có lúm đồng tiền. Cái này quan trọng nha, để nhìn coi có không nha. Có chị Cát Tường. Ơi, chúng ta sẽ bắt đầu xem, thử xem đối tượng của bạn có đúng như là bạn nghĩ không nha. Mặt tròn, má lúm đồng tiền. Happy New Year. Đây, tròn, má lúm đồng tiền. Happy New Year anh. Happy New Year. Mặt tròn, có tròn. Má lúm đồng tiền. Không có. Xém có. Tóc dài. Có dài. Tóc dài. Chân dài cũng dài. Chào đón bạn đến với Bạn Muốn Hẹn Hò. Bạn bao nhiêu tuổi? Dạ Huy 36 tuổi. 36. Dạ. Đang làm nghề gì? Dạ đang làm chuyên viên tư vấn tài chính ở tập đoàn Generali. Dạ. Huy. Dạ. Cái gì Huy bạn? Lương Quang Huy. Lương Quang Huy. Dạ. Theo bạn thì bạn có tiêu chí gì đối với người bạn đời của bạn? Em cũng đang tìm một bạn gái dễ thương, xinh xắn, cao ráo và có cá tính. Bên kia không biết cao hay không, chứ cá tính là có rồi đó. Rất cá tính, rất mạnh mẽ. Rồi còn gì nữa bạn? Chắc vậy là đủ. Vậy là đủ rồi hả? Dạ. Tôi xin hỏi lại, hồi nãy tôi còn quên rồi. Xin lỗi là bạn mới nói bao nhiêu tuổi rồi? Em sinh năm 90. 90? Dạ. 23 tuổi ạ. Bên đây 36 tuổi.
À, có lẽ là tuổi tác cũng hơi chênh lệch chút xíu, nhưng không sao. Vấn đề là trái tim thôi. Nhịp đập trái tim có đồng cảm với nhau hay không? À, bạn có nghĩ rằng là chúng ta sẽ chinh phục được cô gái nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều không? Em nghĩ là chắc là được. Chắc là được. À, em tên là Trần Quốc Toàn. Trần Quốc Toàn? Dạ, Toàn. Dạ. À, năm nay em 23 tuổi. Dạ. Làm gì? Dạ, hiện tại em là nhân viên giao nhận hàng của công ty cổ phần thương nghiệp Cà Mau. Hình như bạn hơi rung đúng không? Dạ. Rung quá hai tay chứ gì. Bẻ hồi gãy hết trên cái tay luôn. Bạn đến từ thành phố Hồ Chí Minh hay đến từ đâu? Dạ, em đến từ Cà Mau. Cà Mau luôn? Dạ. Cà Mau xa xôi. Tiêu chí của bạn khi chọn bạn gái là thế nào về ngoại hình, về tính cách? Nói chung là ngoại hình thì em ưa dễ nhìn thôi. Ưa gì? Dễ nhìn. Dễ nhìn? Dạ. Có nghĩa là không cần phải đẹp, tại vì em bề ngoài em cũng bình thường. Nhìn một nửa nhìn được, nửa nhìn không được không? Được không? Không hả? Sao bạn nói dễ nhìn? Dễ nhìn nghĩa là mình phải nhìn. Nhìn hai con? Hai con nó đồng đều. Rồi, ngoại hình thì sao? À, tại vì cũng không cần phải cao phép khoảng 1m60 thôi. Tóc dài. Cao mà cỡ 1m60 thôi. 60 tại vì bạn cũng hơi cao đúng không? Dạ. Yeah.